Quan đa mi chê tí văn sập bằng sập ba thả mê sư bát tinh thi tăng xa rê rê ca tha tu ma ha bơ thiên. Bơ thả rũ bằng sa ca lăng sa đa. Thế tôn lời dạy tỏ tường. Thế tôn lời dạy tỏ từng năm điều quán tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đăng an mạnh lành. Ta đây sự sẵn dành thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sabbe satta avera hon tu sukhita hon tu nidukha hon tu abhyabhaccha hon tu anikha hon tu dikhayuka hon tu arroga hon tu sambhati samichan tu sukhi atta nang bariharan tu dukkhabhata cha nidukha phayabhata cha nidukhabhata cha nidukha hon tu sabbe Bi ba ni nô, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hay giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Kính mời quý anh chị em đạo hữu cùng giới Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma văn phan tê vi sum ra ka na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban Ca sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tâm quy dần u giới nơi tâm bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đâu ti gặm bị ma dần phành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha banh cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tâm quy dần u giới nơi tâm bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta tỳ giam bi ma văn hoành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tâm quy dần u giới nơi tâm bảo đề vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Bụt thẳng Saranang Gacchami thẩm mang Saranang Gacchami sang khang Saranang Gacchami đột ti giảm bị bụt thẳng Saranang Gacchami đột ti giảm bị thẩm mang Saranang Gacchami đột ti giảm bị sang khang Saranang Gacchami tất tỳ giảm bị bớt thẳng sa ra năng gạt cha mi tất tỳ giảm bị thầm mang sa ra năng gạt cha mi tất tỳ giảm bị sang khang sa ra năng gạt cha mi bà na ti ba ta
Quê Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana. Quê Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumi Chachara. Quê Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Usawada. Quê Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana. Quê Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin thọ trì tâm quy dần u giới nơi tâm bảo, cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch bằng pháp không dễ vui. Uttamang ghe na vanh đê hăng. Bà đã phanh sung và ruột ta mang buộc thể vô khả lý tâu đô sơ buộc thâu. Cả mà tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần. Dưới chân Đức Phật là đặng chi không chỉ thanh cả tội lỗi mà con đã vô ý. Phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Buộc ta mang ghê nào quanh đê hăng. Thầm anh cho đức quý thần và rằng thầm mê vô khá lý tâu đổ sâu thầm mô. Cầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo. Cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đưa ghi thốt ta măng. Sang khê dô khá lý tô đổ sâu sang khô. Cầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo. Là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo. Cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào à, nguyện thành pháp độ đệ và thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần à, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hãy làm chuyện tốt sẵn sàng à, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thảy chúng sanh cõi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cư sa la cầm măng cách tập bằng ký đi dặn mà cả dê na quả cha mana sa thì đào sẽ sư gắt tăng cả tăng dê sa ta san nhị nơ a thì dê cho sa ta a san nhị nơ ca tăng buồn nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha hoàn tư tê dê tăng ca tăng sư quý đi tăng đền năng bồ nhà pha lăng mà giải dê cha ta thành cha nan thì để qua gần tò ni dê đại dương sát bê lô cầm thì dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu cả ma muôn năng phô cha năng sát bê lô ma chê sa ti
Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền con. Hãy tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là. Phật trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức cùng chư Tôn Đức đã ban năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức vừa quan lâm trở lại đạo tràng. Nhật Bình mến chào Xích Niệm Từ, mến chào Thi Lâm, mến chào kính chào Vinh Giang Nhất Hà, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Thiền Vũ, mến chào Đăng Thư, mến chào Kim Nhung. Và con kính bạch ngài, ngài cầm bích giùm cho con để con áp bích một số vị không vào được để con kéo vào bạch ngài. Đến ngài ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quý vị nghe rõ? Dạ, sở hữu Xích Thiện Vũ. Mình chào Xích Nhật Quỳnh, Xích Hồng Nhật, Xích Thi Lâm, Xích Niệm Từ, Xích Trang Thư, Huynh Giang Nhất Hà, Xích Thiện Vũ, Xích Kim Nhung và Đạo Hữu Tập Hạnh. Alo, quý vị nghe rõ ha? Hôm nay đường truyền thế nào á? Được có người vô không được. Và cái điều mà chúng tôi thấy ấy, là Siết Metta hôm nay tập thể dục nhiều lắm, đi ra đi vô, đi ra đi vô hoài á. Nhưng mà rồi bây giờ cũng rất mạng rồi, rất mạng ấy, chứ không phải là mất mạng á. Hôm nay chắc có vấn đề gì đó ha. Rồi như vậy chúng ta học hay là hay chờ Sít Nhật Quỳnh. Khi chúng tôi mở room á, thì có Sít Tâm Hạnh nè, Đạo Hữu Tâm Hạnh nè, rồi vô nghe thì thấy cũng ổn định lắm chứ. Nhưng mà rồi sao mà coi như mấy vị kia vô không được, rồi Sít Nhật Quỳnh nói đóng room. Khi đóng room thì coi như những vị kia vô cũng không được. Chúng tôi mở mà quý vị vô không được, rồi Sít Nhật Quỳnh đóng mở lại rồi cũng vô không được. Ví dụ như Huynh Quang hả, cũng đưa điện thoại với chúng tôi nói là vô không được, hôm nay sao làm biến quá không chịu mở luôn. Nhưng mà chúng tôi nó có mở chứ đâu phải không mở, mà mở đó là Sít nghĩa là chúng tôi có mở rồi. Nhưng mà có nhiều vị vô không được, cho nên mới tắt đi nhờ Sít Hồng Nhật mở. Sít Hồng Nhật mở thì Sít Nhật Quỳnh vô được liền ha. Rồi, những vị khác vô không được, này lỗi tại ai? Hay là hôm nay
Chúng ta thấy cái bài học này khó quá hay sao? Bài học này khó quá cho nên thấy vô trong đông sinh hoạt thấy cũng khó khăn. Bây giờ ý kiến quý vị sao? Quý vị cho cái ý kiến này, chúng ta học hay là chúng ta chờ mấy vị kia nói tờ vó? Đúng rồi, tại nó là không tay không chân không tay mà nó hay đóng rung mà. Nói tại gió sống trong đời sống để làm gì? Để cho gió nó cuốn đi đó, hắn là kiểu vậy đó. Khổ thật ha. Rồi bây giờ sao bà con ơi, chúng ta sinh hoạt tùy duyên hay là chúng ta đi thẳng vào bài học ngày hôm nay? Là một số các vị khác không học được rồi cắt làm sao, như giây phút qua này sầu muộn khi rơi vào địa ngục này. Tức là những cái giây phút vừa qua đó, chúng ta té lên rớt xuống, người vô được người vô không được, buồn rầu sầu khổ. Mà buồn rầu sầu khổ cái tâm trạng đó là tâm trạng của những người ở cảnh khổ, mà cảnh khổ đó là địa ngục. Alo, 123, 123, sao đây bà con? Rồi, có bao nhiêu biết bao nhiêu ha. Học đi sư, đời là vô thường, mai biết có vô được hay không. Đúng. Giây phút nào chúng ta còn thở thì giây phút đó chúng ta phải được an vui ha. Chứ nếu mà không được an vui tức là rơi vào địa ngục, phiền não khổ đau làm cho con người chúng ta mau già, mau bệnh, mau chết. Rồi tới luôn bất tài ha. Rồi bây giờ tới luôn bất tài là chúng ta phải trang nghiêm một chút, bắt đầu học ha. Nhưng mà trước khi học phải tán dương ở đức Tam Bảo vậy, nhờ oai lực của Tam Bảo gia hộ cho chúng ta để chúng ta có một cái sự dũng mãnh, có một cái tâm hoan hỷ khi mà chúng ta học những lời dạy của Đức Phật ha. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép quý vị xin được tán dương ân đức Tam Bảo Trát Tần A Tế Giá Sa Quan Đà Mi Bút Thô Ma Hê Si A Ra Hà Thà Gá Tô Lô Cú Tâm Mô Sá Bá Gá Rù Hí Chệ Thá Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Ná Đầm Má Cô Quý Đô Quan Đà Má Hành Tần Ná Rá Pù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trôi Trăng Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tử Đệ Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vía tá sa sa thu nô lô ca nô mạnh thá sa vi nà ca rô cô thấp và nhu bút thấp bất đi phù thí sanh nhá tù hoàn đà mất hình tầng nó ra phù cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc chúng sinh để dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sam khô quý số thô su ga ta sa sa quá cô xích kha su ca mô quá ra thầm mất xích kha cô niên đa bất sân sa đi a na đa rô quá rô quan đa mất hành tăng na ra phù. Cha này giác cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra ta na ta ya te che na se kha me e tu wa tha nang ta sa vi a nu pa we ta sa ye na se chật tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh
hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tương ân đức Tam Bảo đã xong. Alo, âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không ạ? 1, 2, 3. Quý vị nghe rõ âm thanh ha? Rồi, xà thu, xà thu. Hôm nay đường truyền, quý vị thấy hơi thất bại ha? Tức là có người vô được, người không vô được. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng trên thế giới nha, có tất cả là 1.646 cái room, cái phòng đang mở. Và cái số lượng người tham gia, các thành viên trong các cái phòng đó, và riêng trong phòng của chúng ta luôn, nó cộng chung lại là 145.891 thành viên tham dự. Thì chúng ta thấy rằng dù cái đường truyền có rắc rối thế nào, nhưng mà họ vẫn lên room sinh hoạt được. Chẳng qua là ở nơi này, ở nơi kia, có khi là nó mạnh, có lúc nó yếu. Cũng giống như thân của chúng ta, khi mạnh khỏe, khi ốm đau. Và cái thời tiết bây giờ cũng đương giao thời, giữa nắng và mưa. Thì quý vị cũng biết rằng cá nhân của chúng tôi cũng mấy ngày rất rối lắm, bèo nhèo lắm. Lý do nắng quá, cao nó chết. Rồi mưa tới, thì quý vị thầy biết rằng mưa thì không sao, nhưng mà có gió, giao thời mà. Giữa mưa và gió thì luôn luôn có những cơn gió lốc, những cơn gió xoáy. Và quý vị biết rằng cao nó ngã, nó ngã xuống, mà xin lỗi, nó đập vô cái nhà cái là thấy là lên đường luôn á. Cho nên chúng tôi mới nhờ người ta hạ ít nhất cũng khoảng là 20 cây cao, cao trồng mấy chục năm rồi mà bây giờ hạ thì quý vị thấy cũng đau lắm chứ. Nhưng mà phải là không làm thì trước sau gì nó cũng chết thôi. Ngã xuống là coi như rủi, có ai mà coi như là bị cộng nghiệp thì thấy cũng đau khổ ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha, quý vị chuẩn bị tinh thần ha. Rồi, trong khi nói chuyện câu giờ để coi có ai vô thêm thì chúng ta tiếp tục, còn không thì bây giờ chúng ta vẫn tiến hành như thường ha. Rồi, trước tiên chúng ta xin đọc qua để cho quý vị thấy được mặt chữ, rồi quý vị lên phân tích ha. Rồi khi đó chúng ta sẽ đi vào từ vựng, xong từ vựng rồi cái ôn lại, rồi tiếp theo là duyên sự, chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 315. Trước tiên là một lần chúng ta đọc hai câu. Na ga rằng ya tha bát chan tăng vu tăng san ta ra ba hi rằng. Na ga rằng ya tha bát chan tăng vu tăng san ta ra ba hi rằng. Câu số 10 không ha? Câu số 10 không, đó là để chờ Xích Thanh Hoàng vô rồi hỏi. Trời ơi, bây giờ câu 1, câu 2 ha, quý vị chú ý một chút ha. Na gần gia tha bát chân tăng gút tăng san ta ra bà hi rằng. Nhớ quý vị phân tích một lần hai câu ha. Na ga rằng ya tha bát chân tăng gút tăng san ta ra ba hi rằng. Khi mà quý vị phân tích hai câu này xong, đọc lại một lần, rồi khi đó quý vị qua câu số 3, câu số 4.
Evaṃ vô bê tha ác ta năng kha nô vô ma u ba bát cha ya Evaṃ vô bê tha ác ta năng kha nô vô ma u ba cha ya Evaṃ vô bê tha ác ta năng kha nô vô ma u bát cha ga. Rồi câu 3 câu 4 xong ha, khi đó quý vị qua câu 5 câu 6. Kha na ti ta hi so chan ti ni ra yam hi samok pi ta kha na ti ta hi khổ chân ti ni ra dầm hi sa mốc vi ta kha na ti ta hi so chân ti ni ra dầm hi sa mốc vi ta. Rồi quý vị có thể ôn lại từ trên xuống dưới sau khi chúng ta phân tích hai câu xong ha. Rồi đọc từ trên xuống dưới. Na ra gần ya tha bát chân tăng vũ tăng chân ta ra bà hi gần e văn gô bê tha ác ta năng khá nô vô ma u bát cha gà khá ngà ti ta hi so chân ti ni ra yam hi sam mắc đi ta. À, như vậy là khi chúng ta phân tích hai câu 1, 2 xong, chúng ta phân tích thêm 2 câu 3, 4 và phân tích xong 2 câu 3, 4 thì chúng ta đến câu 5, câu 6 và khi phân tích câu 5, câu 6 thì chúng ta ôn lại ha, ôn lại nguyên bài. Na ra gần gia hà bát chân tăng gút tăng san ta ra bà hi rằng e văn vô bề tha ác ta năng kha nô vô ma u bát cha ga kha na ti ta hi so chân ti ni ra dầm hi sam mắp vi ta. Rồi, như vậy là quý vị đã hoàn thành trường âm, đoạn âm. Bài giọng đọc của quý vị thì chắc chắn là không chê vào đâu được. Bởi vì chúng ta đọc tới đâu, chúng ta biết đúng hoặc là sai. Bởi vì qua giọng đọc đó, chúng ta đã nhìn vào mặt chữ và biết nó là trường âm hay đoạn âm. Đọc sai chỗ nào, quý vị biết được chỗ đó. Hoặc là quý vị nghe người khác đọc, quý vị cũng có thể ghi chép lại. Nếu mà quý vị thuần thục, quý vị có thể ghi chép lại một cách chính xác. Thôi thì bây giờ nói chắc chắn là quý vị không tin rồi. Nhưng mà bây giờ thực hành thì cái đó mới biết rằng quý vị là người giỏi. Thôi đầu tiên bây giờ coi như hôm nay là một cái ngày mà vạn sự khởi đầu nan, hay là vì cái vấn đề coi như vô thường thử thách chúng ta, để rồi xin meta nè, huynh quang nè, xích thanh hoàng hoặc một số các vị khác không vô luôn được, đó là họ vô duyên thôi. Còn chúng ta hữu duyên thì bây giờ chúng ta hãy nắm bắt an lạc trong giây phút nào thì chúng ta hãy tận hưởng cái phút giây hạnh phúc đó. Bởi vì sống trong hiện tại thì chúng ta phải biết rằng hít thở bây giờ vẫn là bình thường. Khi chúng ta hít thở bình thường thì chúng ta cảm thấy an lạc. Còn những người khác họ vô không được. Khi chúng tôi mở room vì cái đường truyền ở Việt Nam, rồi chúng tôi đóng room và xích Hồng Nhật, xích Nhật Quỳnh mở room, đó là đường truyền bên Mỹ. Tại trời xui khiến cho nên người vô được, người không vô được. Thôi thì bây giờ ai có mặt ở đây
hãy chấp nhận câu Phật ngôn 315 qua trường âm, đoạn âm, để rồi chúng ta biết rằng cái mạng của mình còn tốt, chứ chưa có mất mạng ha. Mạng của mình còn tốt, và trong sự hít thở của mình đã thể hiện qua câu Phật ngôn 315 một cách trọn vẹn. Quý vị quan nghĩ không? Rồi, bây giờ trước tiên á, xin mời Huynh Giang Nhất Hà. Ở biển đây, trong này đâu có ai người Nam đâu, chỉ có một mình Huynh à. Nhất Nam biết hữu mà, rồi thập nữ mới biết vô. Rồi, thập nữ tức là ở trong 10 người nữ, thì bây giờ trừ Huynh và chúng tôi ha, tức là còn là 10 người. Tất cả 12 người mà trừ khóc cái gì không biết nữa. Nghe mời Huynh Giang Nhất Hà thấy cái có sự phân biệt, có sự kỳ thị ha, kỳ quá ha. Rồi mời Huynh Giang Nhất Hà. Trời ơi, đâu cần thanh niên có. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, cái câu này khó quá mà con sẽ ráng, có cái gì sai nhờ sư sửa giùm. Dạ, Nagarang Yatha Bắc Chan Tăng Gút Tăng San Ta Ra Ba Hi Răng Nagarang Yatha Bắc Chan Tăng Gút Tăng San Ta Ra Ba Hi Răng. Dạ, con phân tích hai câu đầu. Ná Gá là hai đoạn âm, Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Giá là đoạn âm, Tha là trường âm thông thường, Bắc là trường âm nhấn, Chanh là trường âm thông thường, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Gút là trường âm nhấn, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, San là trường âm thông thường, Tá Rá là hai đoạn âm, Ba là trường âm thông thường, Hí là đoạn âm, Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Naga răng giá tha bắc chanh tăng út tăng san ta ra ba hi răng. Dạ, con xin đọc câu 3 với câu 4. E văn go betha atta nang khano vo ma upak chaga evango betha atta nang khano vo ma upak chaga. E là trường âm thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, go là trường âm thông thường, p là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, át là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu 5. Ồ, dạ, câu số 4. Khá là đoạn âm, no là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, phắc bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ, câu 5 và câu 6. Khá na ti ta hi so chanh tí Nirayam hi samapita khanata tita hi so chan tinirayam hi samapita. Khá là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường,
Ti ta là hai trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. So là trường âm thông thường. Chanh là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Ní, rá là hai đoạn âm. Dâm là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Xá là đoạn âm. Mắt là trường âm nhấn. Bí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc đọc lại ạ. Nagarang yatha pak chan tang vut tang san tarapa tarapa hirang evang go beta atta nang khano vo ma upat chaga khana ti ta hi so chan ti nira nira yang hi san map samap bita. Dạ con xin hết, con xin xuống máy ạ. À, con xin nhường mic lại cho sư ạ. À, có sai nhờ sư sửa giùm con. Sa thủ Huỳnh Giang Nhất Hà. Thường thường người ta nói bằng sự khẩu ý đầu nàng mà gian nan thì đừng có nản ha. Khởi đầu nàng, cho nên cái vấn đề Huỳnh Giang Nhất Hà trên cái giọng đọc á thì chính xác, nhưng mà khi mà phân tích á thì cái trường âm này nó lộn qua cái trường âm khác một tí. Có chứ không phải là không. Cho nên sĩ Nhật Quỳnh này, sĩ Kim Nhung này tặng hai cành hoa, tức là Huỳnh Giang Nhất Hà hãy chú ý nghe các vị khác phân tích ha. Ví dụ như Huỳnh nói chỉ câu một câu hai á, có một câu hai có hai cái từ trường âm nhấn, bách chân tầng san ta ra ha. Chữ trường âm nhấn chữ chân và chữ san thì Huỳnh không nói đó là trường âm nhấn, hoặc là một số các cái từ phía sau cũng vậy. Thì bây giờ Huỳnh chú ý ha, để nghe những vị khác phân tích và tự mình sửa nha. Chú ý, mình đã phân tích, người ta theo dõi, cho nên người ta tặng cho mình hai cành hoa. Tặng hai cành hoa như vậy là chứng tỏ là mình cũng giỏi lắm rồi. Chứ đâu phải là coi như là họ la ó, họ dục cà chua, nội này hụt vịt lộn, rồi này kia, cái đó mới mệt chứ. Còn đây người ta tặng hoa là thấy là họ cũng ưu ái và theo dõi, biết là mình có khuyết điểm. Nhưng mà bây giờ theo dõi người ta lại ha, để coi rằng chỗ đó mình đặt như vậy đúng hay là sai ha. Rồi bây giờ mời sĩ Kim Nhung. Alo, sĩ Kim Nhung ơi, là sĩ Kim Nhung. Phân tích trường âm và đoạn âm của câu Phật ngôn 315. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu 315 ạ. Nagarang Yatha Bách Chan Tăng Gút Tăng Sang Tara Bà Hi Răng E Wang Go Pe Tha At Ta Năng Kha No Vô Ma U Bách Cha Ga Kha Na Ti Ta Hi So Chan Ti Ni Ra Yam Hi Ta Pi Ta Na Ga Rang Ya Tha Bách Chan Tăng Gu Tăng Sang Ta Ra Ba Hi Rang. Na Ga là hai đoạn âm, Rang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút là trường âm nhấn,
Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. San là trường âm nhấn. Tá rá là hai đoạn âm. Ba là trường âm thường. Hí là đoạn âm. Răng là trường âm đọc giọng nguyên âm. Nagang ya tha bách chan tăng gút tăng sang tara ba hi răng. E quang go bê tha át ta năng kha nô vô ma u bách cha ga. E là trường âm thông thường. Quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Go là trường âm thông thường. P là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Át là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khá là đoạn âm. Nô vô ma là ba trường âm thông thường. Ú là đoạn âm. Bách là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Ga là trường âm thông thường. Ê quang vô bê tha át ta năng khá nô vô ma u bách chá ga. Khá na ti ta hi so chan ti ni ra yam hi sa ma pi ta. Khá là đoạn âm. Na ti ta là ba trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. So là trường âm thông thường. Chan là trường âm nhấn. Tí, ní, rá là ba đoạn âm. Dâm là trường âm nhấn. Hí, xá là hai đoạn âm. Máp là trường âm nhấn. Bí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Ni ga rằng ya tha bách chan tăng gút tăng sang tara ba hi rằng e quang go bê tha át ta năng kha nô vô ma u bách cha ga kha na ti ta hi so chan ti ni ra yam hi sa ma pi ta. Dạ con đã phân tích câu này xong, con khai xin ngài sửa giúp. Dạ cảm ơn đạo tràng. Sa thủ Sức Kim Nhung, Sức Kim Nhung đã hoàn thành rất là tốt. Huynh Giang Nhất Hạ thấy Sức Kim Nhung phân tích như vậy thì cá nhân của mình có những cái điểm mà hơi bị phóng tâm một tí ha, rồi Huynh Giang Nhất Hạ hãy sửa sai lại những cái chỗ mà mình không được tự tin ha. Sư Kim Nhung phân tích rất là rõ ràng, chính xác. Cho nên chúng tôi tặng ba cành hoa. Rồi, bây giờ mời Sư Thiện Vũ. Alo, Sư Thiện Vũ ơi, tổ Phật Ngôn 315. Xin mời nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 315 ạ. Naga lăng gia tha bát chan tăng cút tăng san ta ra ba hi răng. Naga là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, ta tha là trường âm thông thường, bát chan là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn. Tá rá là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3, câu 4. Ê văng gô phê tha áp ta năng tha nô vô ma u bách cha ga. Ê là trường âm thông thường, văng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô phê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, nô vô ma là ba trường âm thông thường, ú là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Con xin đọc câu 5, câu 6. Kha na ti ta hi so chan ti ni ra yang hi sa ma pi ta. Khá là đoạn âm, na ti ta là ba trường âm thông thường, hí là đoạn âm,
Sô là trường âm thông thường, chăn là trường âm nhấn, tí, ní, rá, giá là ba. Tí, ní, rá là ba đoạn âm, dăm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xá là đoạn âm, máp là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 315. Naga răng gia tha bất chân tăng vút tăng san ta ra ba hi răng. E văng vô phê tha át ta năng khá nô vô ma u bát cha gà. Khá na ti ta hi sô chân ti ni ra giam hi sa mát phi ta. Dạ, con có sai, xin sư sửa cho con ạ. Sa thủ chiếc thiền vũ cũng rõ ràng chính xác ha. Sa thủ chiếc kim nhung chiếc thiền vũ huynh Giang Nhất Hà. Rồi bây giờ xin mời chiếc niệm từ. Alo, chiếc niệm từ ơi, có chút máy không? Rồi xin mời chiếc niệm từ ha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính định lệ sư trí đức, và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn sư Kim Nhung, cảm ơn Thượng Vũ. Con xin đọc và phân tích câu 315. Dạ, con đọc câu số 1, số 2 trước. Dạ. Naga răng gia tha bách chân tăng, vút tăng sang ta ra bà hi răng. Dạ. Ná gá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm, là trường âm nhấn. Tá rá là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná gá răng giá tha bách chanh tăng, cút tăng xanh tá rá ba hí răng. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm nhấn. Go B là hai trường âm thông thường, thá trường là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là trường đoạn âm, no wo ma là ba trường âm thông thường, ú là đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc câu số 3 và câu số 4. E quang go bê tha ác ta năng kha nô vô ma u bắc cha gà. Dạ, phân tích câu số 5 và câu số 6. Khá là đoạn âm, na ti ta là ba trường âm thông thường, hí là đoạn âm, sô là đoạn âm là trường âm thông thường, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ní rá là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xá là đoạn âm, mấp là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại câu số 5 và câu số 6. Khana ti ta hi so chan ti ni ra yang hi samapita. Dạ, con đọc lại câu pháp cú 315. Naga rang ya tha bát chan tăng gút tăng sang ta ra ba hi rang. E wang go be tha ak ta năng kano wo ma u bát cha ga. Khana ti ta hi so chan
tini ra dần hi samapita. Dạ, con đã đọc và con xong, con có sai, xin Ngài xin sửa lại giùm con ạ. Dạ, con xin dâng đức thơ cho Ngài. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Sa thủ, sa thủ, chiếc niệm từ âm thanh rất là rõ ràng ha. Chiếc kim nhung tặng ta hai tuần hoa, chiếc xú cá chào cô Nhật Quỳnh đại bác anh hoa, trong khi chiếc niệm từ đọc mệt quá mà coi như không tặng hoa gì hết. Chiếc xú cá tặng ba cành hoa ha, tại nhắc á cho nên mới tặng ba cành hoa. Chiếc niệm từ ơi, cái câu ê quăng vô bề tha ác ta năng, cái chữ ác ta năng đây là trường âm nhấn, trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhưng mà chiếc niệm từ đọc cái chữ này nhân vác đã gọi là trường âm, thì ba cái từ này nó dài bằng nhau ha. Ác ta năng chứ không phải là ác năng. Nếu mà đọc nhanh quá vậy là không có chuẩn nha. Phải đọc là ách ta năng ha. Rồi cái câu này á cũng giống như chiếc kim nhung theo dõi, thì chữ quăng e quăng chữ e trường âm thông thường, chữ quăng này chiếc niệm từ lại phóng tâm đọc chữ quan này mà nói đó là trường âm nhấn, đó là thất bại ha. Đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ không phải trường âm nhấn nè. Chúng tôi đưa lên cái câu này để xét nghiệm từ thấy rằng nó sai cái chỗ mà trường âm đọc theo giọng nguyên âm chữ quan chứ không phải là trường âm nhấn nè. Rồi cái thứ hai nữa là cái câu này chiếc niệm từ đọc ách ta năng mà đọc ách ta năng chị ta đọc nhanh quá không được. Ách ta năng ba cái trường âm nó dài bằng nhau ha. Rồi như vậy là chỉ sai có một chỗ thôi, tức là chữ quăng này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm nhưng mà chiếc niệm từ là đọc đó là trường âm nhấn. Sửa lại chỗ này ha. Rồi bây giờ Sisuka vào cái room này, mượn cái room này để tập thể dục thì nó kỳ quá. Thôi bây giờ Sisuka cầm mic đi ha, để coi thử cái đường truyền của mình tốt hay xấu. Và khi thử cái đường truyền của mình tốt hay xấu thì phân tích luôn trường âm và đoạn âm câu Phật ngôn 315. Rồi xin mời. Alo. Dạ, con cảm ơn cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ thượng tọa chư đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 315. La ga rằng giáp thà bắc chân tăng út tăng san ta ra bà hi rằng e quang gu bê tha át tàn năng khá lô gu mà u bác cha gà khá là tì tà hi sô chân tín ni ra rằm hi sa mát bí tà. Ná gá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bắc là trường âm nhấn, chăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, tá giá là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường,
Hí là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê là trường âm thông thường. Quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gô, P là hai trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Át là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lăng, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khá là đoạn âm. Logo là hai trường âm thông thường. Ma là trường âm thông thường. Ú là đoạn âm. Bác là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Ga là trường âm thông thường. Khá là đoạn âm. La, ti, ta. La, ti, ta là ba trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Xô là trường âm thông thường. Chăn là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Lý, giá là hai đoạn âm. Dăm là trường âm nhấn. Hí, xá là hai đoạn âm. Mát là trường âm nhấn. Pí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. La ca rằng giáp thà bắc chăn tăng út tăng sàn ta ra bà hi rằng y hoàng gô pê tha át ta lăng khác lô gô ma út bác cha gà khác là tê ta hi sô chăn tín hi xa rằm hi sát map pita ni ra rằm hi sa map pita. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con phân tích sai chỗ nào con kính trình sư sai. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, 123, 123. Chỉ có Sĩ Kim Nhung là cho đúng thôi. Còn bao nhiêu thấy nghe nghe sẽ su khá phân tích vậy mà quý vị không có ý kiến hả? Chữ khá là tì tà mà sĩ su khá đọc là khá là tì tà, vậy mà quý vị cũng cho đúng hả? Alo. Chữ khá là tì tà hi sô chành tí, câu số 5, si su khá. Ở chỗ này đọc khá là tì tà, vậy mà quý vị cũng cho đúng luôn hả? Tại cái giọng đọc vậy thôi. Quý vị thông cảm, cho nên chỉ có si Kim Nhung là hiểu si su khá là phê ta, đồng hương. Cho nên cái giọng đọc nó kiểu là vậy, nhưng mà quý vị thông cảm ha, quý vị thông cảm. Cùng cười nữa chứ, đọc chữ khá la tì ta rõ ràng, đọc khá la tì ta, không sao không sao, nó là trường âm thông thường là được rồi ha. Alo, 123, 123. Sĩ Thành Dung, sao đường truyền của Sĩ Thành Dung hôm nay sao té lên rớt xuống hoài vậy? Không biết có ai cầm micro rồi Sĩ Thành Dung phân tích coi cái đường truyền mình tốt hay xấu. Mời Sĩ Thành Dung. Alo, Sĩ Meta thì coi như rớt mạng rồi. Còn Sĩ Thành Dung vô được nè. Bây giờ coi đường truyền tốt hay xấu ha. Alo, xin mời Sĩ Thành Dung.
Dạ, alo, alo, dạ không biết đạo tràng có nghe con. Dạ, hôm nay cái đường truyền Rung Phật Giáo Nguyên Thủy nó bị cái gì vậy sư? Tại vì con có cái laptop, cái vô cũng không được, rồi cái phone cũng vô không được, chỉ có cái iPad vô được, nhưng mà nghe rất là nhỏ. Dạ, con xin phép phân tích câu Pháp Cú số 315. Nagarang yattha bacchan tang guttam. Dạ, con xin đọc lại ạ. Nagarang Alo, alo, 1, 2, 3. Dạ, con xin đọc lại ạ. Cái đường truyền nó không có được tốt rồi. Nagarang yattha bacchan tang guttam santara bahirang. Ná rá là đoạn âm, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên. Dạ, yeah, hello, hello. Dạ, yeah, con xin đọc lại ạ. Cái chữ Nagarang yattha bacchan tang guttam santara bahirang. Ná ra là đoạn âm, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Bát chan là trường âm nhấn, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Cút là trường âm nhấn, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. San là trường âm nhấn, thá rá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. E wang go be ta at tha nang kano wo ma ubat cha ga. E là trường âm thông thường, wang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, go là trường âm thông thường, be là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, at là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, Novo là trường âm thông thường, Ma là trường âm thông thường, Ú là đoạn âm, Bách là trường âm nhấn, Chá là đoạn âm, Ga là trường âm thông thường. Để con xin phép phân tích tiếp. Kana ti ta hi so chan ti ni ra yam hi sa map Bita. Khá là đoạn âm, na ti ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, so là trường âm thông thường,
Chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Ni ra là đoạn âm. Yam là trường âm nhấn, hí là đoạn âm. Xá là đoạn âm. Map là trường âm nhấn, bí là đoạn âm và ta là trường âm không thường. Dạ không biết đạo tràng còn nghe của con đọc. Dạ naga rằng yết tha bát chan tăng gút tăng san tara ba hi rằng e wang go be tha at tha năng kano wo ma ubat cha ga kana ti ta hi so chan ti ni ra yam hi samabita. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con phân tích xong. Dạ con nếu có sai xin ngài sửa cho con. Con xin phép xuống mất ạ. Sà tu thiết thành dùng mặc dù đường truyền nó khó dễ nhưng mà thiết thành dùng vẫn thấy dễ qua câu Phật ngôn 315 phân tích rất là chính xác. Sà tu thiết thành dùng chúng ta vẫn biết rằng có bốn điều khó khó sanh được làm người, khó được sống lâu, rồi điều thứ ba là khó nghe giáo pháp, điều thứ tư khó gặp Phật ra đời. Trong bốn điều khó đó chúng ta cũng đã vượt qua trở ngại ha. Chỉ có cái điều mà khó gặp Phật ra đời thôi. Chúng ta khó sanh được làm người, chúng ta đã sanh được làm người, vượt qua cái khó đầu tiên ha. Rồi làm người mà có tuổi thọ như quý vị á, tức là cái điều khó thứ hai mà chúng ta cũng đã vượt qua. Chắc Siết Hành Dung cũng trên 50 rồi gì nữa, ngũ thập truy thiên mạng. Thì chắc như vậy là thấy qua cái khó thứ hai cũng tương đối ha. Cái khó thứ ba là cái khó chúng ta đang vượt qua bây giờ. Khó ngày giáo pháp, tức là khó vô cái room này để mà sinh hoạt. Mà khi vô cái room này sinh hoạt mà đọc trôi chảy, mặc dầu té lên rớt xuống, nhưng mà Siết Hành Dung vượt qua được. Phân tích rõ ràng chính xác cái câu Phật ngôn này, thì đó là cái điều khó thứ ba nhưng mà Siết Hành Dung vẫn vượt qua được. Còn cái điều mà thứ tư là cái khó mà chúng ta vô duyên. Nếu mà hữu duyên gặp Đức Phật tức là có sẵn những cái pháp Ba La Mật mà chúng ta đã đào tạo, thì Đức Phật chỉ nói câu Phật ngôn này là chúng ta chứng đắc thôi. Nhưng mà chúng ta vô duyên, đó là cái điều thứ tư mà chúng ta không vượt qua được. Cho nên chúng ta phải học hỏi để tạo những cái Ba La Mật để dành. Rồi sau này tuổi gặp Đức Phật Di Lặc thì giáo pháp của chư Phật cũng giống nhau thôi. Sapapa Pasa Akaranang Kusala Supasam Bada Sachitta Pariyo Dabanang Etang Buddha Nasasanang. Không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, chư Phật dạy rằng. Thì các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều trùng tuyên sự thật, tức là không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Và chúng ta làm được như vậy ngay bây giờ thì trong tương lai, tức là cái chủng bây giờ, thì cái kết quả trong tương lai sẽ gặp được Đức Phật Di Lặc, hoặc là một vị Phật nào đó. Khi mà phước duyên của chúng ta chín muồi thì chúng ta sẽ được an vui giải thoát. Rồi bây giờ Huynh Giang Nhất Hà, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Thiện Vũ, Sĩ Niệm Từ, Sĩ Chu Khá, Sĩ Khảnh Dung, vị nào cũng thể hiện tốt. Tuy nhiên trong room chúng ta còn có những vị, ví dụ như đạo hữu Trí Đăng, đạo hữu Kim Lê, đạo hữu Trần Thanh Loan, đạo hữu Trang Thu, đạo hữu Tâm Hạnh. Alo, vị nào hoan hỷ có thể đưa bàn tay lên để phân tích câu này. Cái này không bắt buộc nha. Vị nào cảm thấy câu Phật ngôn này
mình có thể vượt qua, vượt lên chính mình để cảm thấy tự tin rằng phân tích như thế này sẽ đúng phân tích nha, để rồi chúng ta học hỏi nếu mà chúng ta có khuyết điểm. Alo, quý vị nghe rõ không? Mời bàn tay tự nguyện của đạo hữu Tâm Hạnh, đạo hữu Tăng Thư, đạo hữu Loan, đạo hữu Kim Lê, đạo hữu Chí Năng. Alo, quý vị có thể lên phân tích được không ạ? Hay là thắc mắc tại sao cái câu này mà chỗ này gọi là trường âm? Sa thú, xin mời. Alo, 123, 123. Đạo hữu Trần Thanh Loan, chỉ thấy đưa bàn tay thôi chứ chưa thấy cầm micro. Bây giờ mời chị Kim Nhung hướng dẫn cho vị này cầm micro như thế nào để cái sự sinh hoạt của chúng ta có sự an vui tiến hóa. Mời chị Kim Nhung hướng dẫn cho vị này ha. Rồi, bàn tay Sĩ Kim Nhung đâu rồi? Hướng dẫn sao cầm được cái micro ha? Dạ, alo ạ. Dạ, xin chào Thanh Loan. Dạ, Thanh Loan có nghe được không ạ? Dạ. Thanh Loan ơi. Bây giờ Thanh Loan đã xếp hàng được rồi đó. Thì Thanh Loan bấm vô cái nút có cái micro và cái ổ khóa, và khi cái micro nó đổi qua màu, chuyển qua màu xanh thì là Thanh Loan bấm một cái ổ khóa rồi nó chuyển màu, rồi Thanh Loan bỏ tay ra thì Thanh Loan nói, và sau khi nói xong rồi thì Thanh Loan bấm vô cái ổ khóa nữa để mình xuống mic để nhường lại cho vị khác. Thanh Loan có nghe không ạ? Alo Thanh Loan ơi. Con cũng chỉ biết hướng dẫn như vậy thôi thưa sư. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, xin lỗi lần phiền. Không sao,
Bởi vì đưa tay lên được thì chắc chắn sẽ cầm mít tô được. Nhưng mà sư Kim Nhung hướng dẫn như vậy, nhưng mà sư đạo hữu Trần Thanh Loan này chưa cầm được micro, mới đưa tay thôi. Vậy thì xin mời sư Nhật Quỳnh sư Nhật Quỳnh là rất là thuần thục trong cái vấn đề này. Rồi mời sư Nhật Quỳnh quan hỷ hướng dẫn cho đạo hữu Thanh Loan cầm được cái micro. Bởi vì khi mà cầm được micro là thấy cái mic này muốn nhiều lắm, cầm vô là dính ngay. Xin mời sư Nhật Quỳnh hướng dẫn làm sao để cho sư Thanh Loan cầm được cái micro và chúng ta sẽ có được một pháp lữ mới trong đạo tràng. Alo, sư không sư Nhật Quỳnh có chất máy không ạ? Sư Nhật Quỳnh ơi, hay là vì nào có cách hướng dẫn để cho sư ca, cho đạo hữu Thanh Loan này cầm được micro. Alo, alo. Sư Nhật Quỳnh chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi, thôi phải chạy ra dòng sông Buông này để coi sư Nhật Quỳnh lặn xuống sâu hay là chậm. Không, đưa tay được là cầm micro được à. Bây giờ nếu mà sử dụng là laptop thì coi như bấm vô cái chỗ lúc mic on, có cái mũi tên chỉ xuống đó. Rồi trong cái chỗ này nó có hai mục, một là đẩy để nói, hai là khóa mic để mở. Thì chúng ta đưa tay xuống chỗ khóa mic mở thì chúng ta sẽ cầm được micro. Rồi bây giờ sẽ thử làm thử ra ha. Xin mời sĩ Thanh Loan. Mọi người nghe con nói được chưa ạ? Trời, xa thú. Con xin lỗi nãy giờ làm phiền mọi người. Dạ con thưa sư Trí Đức và đạo tràng. Con nãy giờ con nghe mọi người phân tích, con cũng ráng liên tưởng đến 8 cái nguyên âm, trường âm và đoạn âm á, nhưng mà thật sự ra cái cách phân tích này thì con cũng không có biết. Chắc là để con hỏi anh chị nào ở Việt Nam con học sâu. Như vậy thì con có thể phân tích cái ngữ pháp được không ạ? Thưa sư, vậy con phân tích cái phần ngữ pháp của câu này nha sư. Nagarang yatha pechan tang guttang Santara Bahirang Ewang Gopatha Atanankano Go Ma Appa Jaga Kanatita Hi Sochanti Niyayamhi Samapita. Có cái phần đọc thì con để ý thấy nếu mà cái chữ V á mà nó đứng với một cái từ nào thì đọc là quờ. Chẳng hạn như là chẳng hạn như chữ E quăng, nhưng mà khi mà nó đứng riêng một bình thì đọc là chữ V bình thường, phải không sư ạ? Giả sử như chữ vô này thì mình sẽ đọc là chữ V chứ không phải là đọc là chữ quờ nữa.
Lô xích loan rớt mạng rồi ha. Thắc mắc cái chữ chữ B. Thắc mắc chữ B tại sao đọc nó là chữ chữ V hoặc là chữ 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 W ha. Chữ V và chữ W ha. Ví dụ như E Văn. E Văn cũng được mà E Văn cũng được ha. Có khi chúng ta đọc là chữ W. Bởi vì trong 33 phụ âm này thì chữ 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 V chữ V chúng ta đọc là vá hoặc là quá. Đa số người ta đọc là quá. Giá ra la quá sa ha la ăn đó là những cái phụ âm mà gọi là vô đoạn á ha. Thì trong phụ âm mà không nằm trong cái đoạn nào hết á thì có chữ chữ bờ này, chữ quá này, nhưng mà thấy đa số người ta đọc là chữ quá, đọc là bờ chứ ít khi mà đọc là bờ. Rồi về ngữ pháp thì Sik Loan thắc mắc vậy, nhưng mà ở đây chúng tôi thấy là Sik cũng đã theo dõi và dòng đọc như vậy chỉ cần ổn định lại mà thôi, tức là đã từng theo dõi nhưng mà ít các khi cầm được micro để rồi chúng ta sửa sai ha. Tức là nghe người ta đọc mình có khái niệm, có sự coi như tập trung để theo dõi, nhưng mà rồi về trường âm đoạn âm tức là chúng ta phải biết nó là trường âm thì nó thuộc loại trường âm nào, và khi chúng ta biết thuộc loại trường âm nào thì cái sự ghi nhớ về mặt chữ chúng ta không lẫn lộn với cái giọng dài mà họ cũng gọi là trường âm, nhưng mà nó là trường âm gì? Khi mà chúng ta có một cái sự nhận định như vậy, chúng ta sẽ nhớ lại, nhớ dài hơn, nhớ lâu hơn. Và nhớ lâu hơn như vậy thì nó khắc đậm vào trong cái đầu óc của chúng ta. Để rồi khi mà đọc, chúng ta biết đúng, biết sai. Ha. Rồi, như vậy là cái phần mà phân tích nói về trường âm và đoạn âm, quý vị cũng đã phân tích xong ha. Bây giờ đi vào từ vựng ha, đi vào từ vựng để rồi chúng ta sẽ xong cái phần từ vựng rồi thì chúng ta sẽ ôn lại ha. Cho nên cho bây giờ nếu mà chúng ta coi như đọc mà không biết ý nghĩa thế nào, quý vị đã phân tích rồi mà không biết ý nghĩa của nó như thế nào thì quý vị sẽ lâu nhớ bài học hơn. Sau khi văn tết xong, bây giờ ôn lại ha, rồi đi vào ý nghĩa từ vựng nha. Na ga rằng yết hà bát chân tăng vút tăng sanh ta ra bà hi rằng e văn vô bề tha át ta năng tha nô vô ma u bát cha ga kha na ti ta hi so chân ti ni ra dầm hi sam mập bi ta. Đọc xong là ho. Thì bây giờ qua giọng đọc đó, quý vị thấy chỗ nào đọc dài, chỗ nào đọc ngắn, quý vị nghe lại lần nữa ha. Na ga rằng yết hà bát chân tăng vút tăng sanh ta ra bà hi rằng e văn vô bề tha át ta năng kha nô vô ma u bát cha ga kha na ti ta hi so chân ti ni ra dầm hi mập bi ta. Rồi, như vậy thì về trường âm, đoạn âm, quý vị cũng đã phân tích, cũng đã theo dõi xong ha. Thì cũng giống như Sức Nhật Quỳnh nói, từ từ rồi nó cũng sẽ nhừ thôi, đừng có gấp quá ha. Tức là chúng ta phải nhận diện mặt chữ xong rồi bây giờ chúng ta mới tìm hiểu cái từ này ý nghĩa như thế nào ha. Rồi bây giờ đến cái phần mà phân tích từ vựng, phân tích từ vựng tức là cái từ này từ kia ý nghĩa làm sao. Chúng ta bắt đầu câu đầu tiên
Naga rằng gia thà bát chần tầng. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. Naga rằng là một, gia thà là hai, bát chần tầng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái từ naga rằng có ý nghĩa thế nào. Naga rằng do cái từ nagara. Nagara nó là một danh từ trung tính, akrantanapumsakalinga. Và chữ nagara này được chia theo đối các số ít, dutiya vipatti ekavachana. Cho nên chữ nagara biến thành nagarang. Nagarang có nghĩa là thành phố. Ví dụ như thành phố Biên Hòa thì nó là Biên Hòa Nagarang, hoặc là thành phố Hải Phòng thì Hải Phòng Nagarang. Rồi, từ thứ hai là Yatha. Yatha là một hình thức so sánh, có nghĩa là giống như, ví như. Yatha rồi cái từ thứ ba bát chân tầng. Bát chân tầng do cái từ bát chân tá, do từ bát chân tá. Và chúng ta thấy có tiếp tục ngữ bát tí ở phía trước. Rồi cái từ ăn tá nó là một danh từ trung tính, akrantanapumsakalinga. Ăn tá có nghĩa là điểm cuối. Nhưng mà chữ ăn tá này được chia theo đối cách số ít, cho nên nó biến thành ăn tăng. Vậy thì bát chân tăng ở đây có nghĩa là vùng ven, vùng ven hay là ngoại ô thành phố. À, ví như ngoại ô thành phố. Bát chân tăng là ngoại ô biên địa. À, rồi câu đầu tiên thì có ý nghĩa à, giống như ngoại ô thành phố ha, tức là vùng ven của thành phố. Rồi câu số hai, gút tăng san ta ra bà hi rằng, gút tăng san ta ra bà hi rằng. Câu số hai, câu số hai chúng ta thấy có hai từ, gút tăng là một, san ta ra bà hi rằng là hai. Chữ gút tăng đây là một cái dạng quá khứ phân từ trung tính, và nó nằm trong cái dạng gọi là đối cách dutiya vipatti ekavachana. Gút tăng có nghĩa là đã được bảo vệ. Gút tăng đã được bảo vệ. Rồi santara bahi rằng, santara bahi rằng, ở đây có ba từ đi chung với nhau, tức là xá là một, antara là hai, ba hi răng là ba. Chữ xá ở đây có nghĩa là xá ha, cùng với. Rồi antara có nghĩa là bên trong. Và ba hi răng do cái từ ba hi ra có nghĩa là bên ngoài. Vậy thì santara ba hi răng có nghĩa là việc trong ngoài. Santara là bên trong, bên ngoài. Như vậy, câu số 2, gút tăng san ta ra bà hi rằng, gút tăng san ta ra bà hi rằng là bảo vệ trong và ngoài.
bảo vệ bên trong và bên ngoài, tức là bảo vệ bên trong bên ngoài. Chữ của tăng là bảo vệ trong ngoài. Câu số 3, e quang go bê tha át ta năng, e quang go bê tha át ta năng. Câu số 3 có 3 từ. E quang là như vậy, go bê tha nên phòng hộ, đây là một động từ số nhiều. Các người nên phòng hộ. Rồi chữ át ta năng, các người nên phòng hộ. Át ta năng là chính bản thân. Như vậy thì câu số 3, các ngươi nên phòng hộ chính bản thân như vậy, như thế. Rồi, đến câu số 4. Vô bê tha là mình lệnh cách phải không? Vô bê tha là một cái động từ. Đúng rồi, nó là mình lệnh cách cũng được. Cách chia thứ tám gọi là hô cách a la bàn ha, ra lệnh cho người ta. Tức là các ngươi phải làm thế này, phải làm thế kia. Còn nếu mà số ít của nó thì go bê tí, nhưng mà số nhiều là go bê tha. Đúng rồi, đây là cái cách chia mệnh lệnh hô cách a la phần á và hú quá trình á, tức là số nhiều. Rồi câu số 4, kha nô go ma u bách chật gà. Đây có 4 từ. Kha nô là 1, vô là 2, ma là 3, u bách chật gà là 4. Chữ khano, khano do cái từ khana. Khana nó là một danh từ nam tính, akrantapum linga. Và chữ khana này được đứng làm chủ từ số ít, bathama ekavachana vipatti. Cho nên khana biến thành khano. Khano là chốc lát, giây phút. Khano là chốc lát, là giây phút, hay là sát na ha, tức là nhanh lẹ mau miệng liền, gọi là khano. Rồi cái từ thứ hai, wo. Wo do cái từ ma dân, đây là một đại từ ha. Và cái đại từ ma dân này được chia theo sở hữu các số nhiều, tức là chữ ma dân biến thành chữ vô. Vô có nghĩa là của các người, vô là của các người. Chữ ma, ma có nghĩa là đừng, chớ, không. Tức là một cái vấn đề phủ nhận. Đừng, chớ, không. Tức là mình cản trở người ta một cái vấn đề gì đó thì dùng chữ ma. Rồi upacchaka, upacchaka. Đây là một cái động từ do căn ngữ gầm, có nghĩa là cái động từ gắt chặt tí. Nhưng mà ở đây upacchaka này nó là một cái động từ số ít, nói về quá khứ đã trôi qua, đã thoát khỏi, đã đi qua, đã thoát khỏi.
Upachaga. Chứ mà giống như chữ ná, như chữ á, đúng rồi. Chữ ma này giống như chữ ná, giống như chữ á. Chính xác. Rồi. Vậy thì Upachaga tức là đã trôi qua, đã thoát khỏi. Vậy thì cái câu số mấy đây? Câu số 4 này hả? Cho chúng ta một ý nghĩa. Khano vô ma Upachaga. Đừng để giây phút nào của ngươi trôi qua. Đừng để giây phút nào của ngươi trôi qua. Tức là đừng có phung phí thời gian. Bởi vì nhàn cư vi bất thiện ha. Rồi. Bây giờ tiếp tục tới câu số 5. Câu số 5. Khana ti ta hi so chan ti. Khana ti ta hi so chan ti. Chữ khana ti ta tức là do cái từ khana cộng với ati ta. Chữ khana cộng với ati ta. Chữ khana đó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Khana tức là chốc lát, nhanh chóng, nói về thời gian, chỉ một giây phút gọi là khana, hay là còn có cái từ gọi là sát na trong Phật giáo, thì do cái từ khana này mà ra. Rồi atita do cái từ atita. Atita nó là một dạng quá khứ phân từ của cái động từ gacchati. Thì atita ở đây có nghĩa là quá khứ, cái chuyện đã trôi qua hoặc là đã đi qua. Atita, nhưng mà ở đây atita được chia theo chủ cách số nhiều, nó biến thành atita, tức là bạch thamma bảo vô chân na quy pháp tý. Khana atita tức là những người để trôi qua thời khắc, những người để trôi qua thời khắc, tức là đã để cho thời gian trôi qua. Rồi, chữ hí là thật vậy. Chữ hí là thật vậy. Rồi, số chanh tí, động từ số nhiều. Số chanh tí có nghĩa là than vãn sầu khổ. Số chanh tí, than vãn sầu bi khổ lụy là số chanh tí. Rồi, như vậy câu số 5 này, khana ti ta hi so chan ti, chúng than vãn để thời gian trôi qua. Hay là vậy, những kẻ để thời gian trôi qua, chúng than vãn hối tiếc. Và câu số 6 ha, câu số 6. Nirayam hi sammappita. Nirayam hi sammappita. Nirayam hi do cái từ niraya. Niraya là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Nhưng mà ở đây niraya được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít tức là sát tầm ý quy pháp tí e ca quá trình á. Cho nên ni ra giá biến thành ni ra dầm hi. Ni ra dầm hi là vào địa ngục hay là trong địa ngục. Vào địa ngục hay là trong địa ngục.
vào địa ngục hay là trong địa ngục rồi. Ni ra dầm hi chê nhà ni ra giá còn hi cái gì cũng biết nữa. Rồi Samapita, Samapita. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sân ở phía trước, nó đi trước cái căn ngữ ốc. Và căn ngữ ốc này có nghĩa là đi đến, đạt được. Vậy thì ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được chia theo chủ cách số nhiều và Bathama Bahuvachana Vipatti. Vậy thì Samapita ở đây có nghĩa là chúng đã đi đến, chúng đã rơi vào, chúng đã đi đến, chúng đã đi vào. Mà đi vào đâu? Đi vào địa ngục, đi vào trong địa ngục. Rồi như vậy thì ở đây Nirajam hit Samapita, chúng bị rơi vào địa ngục, chúng bị rơi vào địa ngục. Tức là mấy cái anh chàng ăn không ngồi rồi á, nhàn cư biết bất thiện á, thì mới gặp cái cảnh này. Rồi như vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn 315 cho chúng ta biết rằng, giống như thành phố có vùng ven được canh phòng trong ngoài, ngươi hãy gìn giữ bản thân tương tự như thế, chớ để giây phút nào của ngươi trôi qua, bởi vì những kẻ để cho thời gian trôi qua bị rơi vào địa ngục, chúng than vãn. Xin lặp lại ha. Giống như thành phố có vùng ven được canh phòng trong ngoài, ngươi hãy gìn giữ bản thân tương tự như thế, chứ để giây phút nào của ngươi trôi qua, bởi vì những kẻ để thời gian trôi qua bị rơi vào địa ngục, chúng than vãn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát đây này: như trên ải trống biên thùy, quan quân bảo vệ chẳng uy giặc ngoài, thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biến trẻ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu, đọa vào khổ cảnh ruột rầu thối gan. Hòa Thượng Giới Đức với câu thơ Lục Bát: như trên ải trắng biên thùy, quan quân bảo vệ hằng uy giặc ngoài, thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biến trễ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu, đọa vào khổ cảnh ruột rầu thối gan. Dữ dội. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Rồi như vậy là ý nghĩa từ vần xong ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn lại, phân tích rồi. Bây giờ coi như chúng ta chỉ có đọc lại cho nó nhuần nhuyễn cái mặt chữ này ha. Đây là một bài thơ hơi dài, tới 6 câu, cho nên quý vị tùy theo hơi sức của mình, có thể đọc một hơi cho oi, còn không á thì chia ra đọc một lần hai câu ha, một lần hai câu. Nhưng mà hai câu không được, bởi vì hai câu đầu thì đọc được ha, nhưng mà hai câu giữa nó khổ đế một cái là ít, hai câu giữa cũng là trường âm cuối câu ha. Như vậy thì quý vị có thể đọc chia ra làm ba.
À, hai câu đầu, hai câu giữa, hai câu cuối. Còn vị nào mà cảm thấy rằng muốn đoàn tụ ông bà sớm, làm một hơi luôn đi, cho nó đứt hơi, đứt bóng luôn đi, rồi mình sẽ đoàn tụ ông bà lẹ hơn ha. Rồi à, đối với chúng tôi thì người ta nói chứ trước được mồ được mã, chứ sau vỗ ngã vỗ ngang. Thôi cố gắng làm một hơi đi cho nó đứt bóng luôn cho rồi. Rồi quý vị chú ý ha. Na ca rằng giác thà bách chân tăng bút tăng sanh ta ra bà hi rằng e vong vô bê tha ác ta năng khá nô vô ma u bách chá gà khá na tì ta hi sô chân thi na ra dầm hi sâm móc bi ta. Thành quả chưa đứt bóng. Đọc lại. Na ca rằng giác thà bách chân tăng rút tăng sanh ta ra bà hi rằng e vong vô bê tha ác ta năng khá nô vô ma u bát chạy gà khá nà tì tà hi sô chân tí nà lá dầm hi sâm móc bi tà. Rồi, tức là dừng lại câu số 4 ha. Nà rắc gần giác thà bát chân tăng quốc tăng sanh ta ra bà hi rằng ê quăng vô bê tha ác ta năng khá nộ vô ma u bách chá gà khá nà tì ta hi sô chanh tí ni ra dầm hi sá mập bi ta. À, đó là cách đọc thứ hai. À, cách đọc thứ ba thì quý vị có thể dừng hai câu cũng được, ba câu cũng được, tùy ý. Còn cách đọc giống như lần đầu tiên đó. Ni ra rằng ya tha bát chân tăng bút tăng sanh ta ra bà hi rằng e văn vô bê tha ác ta năng khá nô vô ma u bát chá gà khá nà tì tài hi sô chân tí ni ra dậm hi sa mập bi ta. Rồi thêm lần nữa ha. Mình chào sư Trung Nguyễn, lâu quá bên này mới vô đạo tràng ha. Na ga rằng yat tha bát chân tăng quốc tăng sanh ta ra bà hi rằng e văn vô bê tha ác ta năng khá nô vô ma u bát chá gà khá na tì ta hi sô chân thi ni ra dầm hi sa mập bi ta. Như thành ở viên thùy trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị đã phân tích rồi thì chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị sẽ hay hơn chúng tôi ha. Rồi Su Khá và Đúc Cá không biết hên hay là xui đây. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con tranh thủ lên trước ạ, thưa sư. Dạ, con cảm ơn sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính nịnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 315. La ga rằng giáp tha bắc chân tàn gút tàng sàn ta la bà hi rằng e quang gô pê tha át ta lăng khá lô vô ma u bác chá gà khá la tì ta hi sô chân tí ni ra làm hi pa sa mạc pi ta. Na ga rằng ra tha bắc chân tàng gút tàng sàn ta la bà hi rằng e quang gô pê a tha át ta lăng khá lô vô ma u bác chá gà khá là tì tà hi sô chẳng tí ni ra rằm hi sá máp tí tà. Đọc cả cũng hơi khó. Xem luôn. Tự nhiên cái bàn thóp nó lên cái gì ạ?
Cô chia nào. Sao nó lại... Dạ, đạo tràng còn nghe tiếng con không ạ? Alo, alo. Alo, dạ. Tại vì con, cái điện thoại của con, hình như là sư Thanh Tâm vào. Alo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Tại hình như là sư lên cái webcam hay sao mà tự nhiên nó lại hiện lên cái ban talk ở cái điện thoại của con, nên là con bấm nó không thoát được ạ. Dạ, được rồi, dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, đạo tràng còn nghe con không ạ? Alo, alo. Dạ, con xin đọc lại ạ. Laga rằng ra thà bắc chăn tăng gút tăng sàn tá ra bà hi rằng y hoàng gô pê tha át tà lăng khá lô gô mà úp bác cha gà khá là tì tà hi sô chăn tí ni ra rằm hi sá má pí tà. La ga rằng ra tha bác chăn tăng gút tăng sàn ta ra bà hi rằng e hoàng gô pê tha át tà lăng khá lô gô mà ú bác cha gà khá là tì tà hi sô chăn đi ni ra rằm hi sa ma bí tà. Như thành ở biên thùy trong ngoài đều phòng hộ, vậy cũng phòng hộ mình sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong rồi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, giờ con kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, tại vì điện thoại không nhìn thấy bàn tay của cô chú nào. Hôm nay không nhìn thấy. Dạ, con kính mời quý cô chú ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá. Bàn thông làm sao đây? Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính lễ sư Trí Đức. Kính chào quý cô và chào đạo tràng. Con xin đọc bài 315 ạ. Nagarang yatha bak chang tang ut tang sang tara pa hirang e wang go be ta atta nang kha no go ma u bak cha ga khang na ti ta hi so chan ti ni ra nói ni ra ya hi sama Samapita Nagarang Yata Bak Chang Tang Gut Tang Santara Ahirang Ewang Gu Peta Atta Nang Kano Gu Ma Upak Chaga Kana Ti Ha Hi So Chan Ti Nira Yam Hi Sama Pita, Samapita. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Dạ, mô Phật, con xin đọc xong ạ. Con kính ra kính gửi mất lời cha đạo tràng. Con phố biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư Thanh Tâm cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài kệ kinh Pháp Cú số 315.
Nagarang yatha bắc chan tăng gút tăng santara ba hi rằng e wang go be tha at ta năng khano vô ma u bắc cha gà khan a ti ta hi so chan tí na ra dầm hi sa mát bí ta. Vô đây giờ trước ổn quá đấy. Naga rằng giá thà bắc chàn tăng quốc tăng sàn tá ra bà hi rằng ê văn gô bề tha át tà năng khá nô vô mà ô bắc chá gà khăn a tì ta hi hi sô chàn tí ní ra dầm hi sa mát bí ta. Naga rằng giá thà bắc chàn tăng quốc tăng sàn tá ra bà hi rằng ê văn gô bê tha át tà năng khá nô vô mà ú bắc chá gà khan a tì ta hi sô chàn tí ní ra dầm hi sầm hi sa mát bí tà. Như thành ở biên thùy trong ngoài đều phần hộ, cũng vậy phần hộ mình sát na chớ buông lung. Giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục bệnh dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như trên ải trống biên thùy, quan quân bảo vệ hoàng uy giặc ngoài, thân tâm phần hộ hỡi ai, sát na biến trễ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu đỏ vào khổ cảnh ruột rầu thối gan bệnh dịch của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã trả bài xong, con xin nhường mic lại cho đạo tràng và mời kế tiếp ạ. Alo alo ạ. Alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào anh chị trong đạo tràng, con xin trả bài câu pháp cú 31 ạ. Dạ, chị Nhục Huỳnh ơi, cho em bài ạ. Dạ thôi, dạ, à, dạ được, em tính mở lên trên, dạ. Naga rằng ya tha bách chan tăng gút tăng sang ta ra bà hi rằng e quang go pe tha át ta năng kha no vô ma u bách cha gà kha kha na ti ta hi so chan ti ni ra yam hi sa ma pi ta. Naga rằng ya tha bách chan tăng gút tăng sang ta ra bà hi rằng e quang go pe tha át ta năng kha no vô ma u bách cha gà kha na ti ta hi so chan ti ni ra yam hi sa ma pi ta. Như thành ở biên thùy trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình sát na chớ buông lung. Giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như trên ải trấn biên thùy, quan quân bảo vệ hằng uy giặc ngoài, thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biến trễ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu, đọa vào khổ cảnh ruột rầu thối gan, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con đã đọc xong, xin mời Thiện Vũ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thứ Đức, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con xin kính chào đạo hữu. Con xin trả bài pháp cú 315. Naga rằng gia tha bát chân tăng hút tăng san ta ra ba hi rằng e văn go be tha áp ta năng kha nô vô ma u bát cha ra
tha na ti ta hi so chan ti mi ra dam hi sa ma ti ta na ca rằng gia tha bát chan tăng bút thăng san ta ra ba hi rằng e văn gô phê tha a pa năng kha nô vô ma u pát cha ra tha na ti ta hi so chan ti mi ra dam hi sa ma ti ta như thành ở biên thùy trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như trên ải, chấm biên thùy, quan quân bảo vệ, hằng uy giặc ngoài. Thân tâm phòng hộ, hỡi ai, sát na biến trễ, gia tài còn đông. Bỏ qua cơ hội lần đầu, đọa vào khổ cảnh, vượt rầu thối gian. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin chia sẻ cho con ạ. Yeah. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Sít Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sít Nhật Bình cho niệm từ biết âm thanh tốt. Niệm từ xin trả bài câu pháp cú 315 ạ. Nagarang yatha bacchantang buttang santara bahi rang ewang go be tha akta nang kano wo ma ubak jaga kanati ta hi so chan tinirayang hi samapita nagarang yatha bacchat bak Nagarang yatha bắc chân tăng út tăng sang ta ra ba hi rằng e quang vô bề tha ác ta năng khano vô ma u bắc cha ga khana ti ta hi so chân ti ni ra yang hi samapita. Con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu buồn khi rơi vào địa ngục. Nagarang yatha bacchantang buttang tarabhirang evang go ve tha akta nang kano wo ma upacchaga khana ti ta hi so chan ti ni ra yang hi samapita. Con xin đọc bản chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Như trên ải trấn biên thùy, quan quân bảo vệ hằng uy giặc ngoài. Thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biến trễ gia tài còn đâu. Bỏ qua cơ hội lần đầu, đọ vào khổ cảnh ruột rầu thối gan. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin ngày sửa lỗi dùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, niệm từ xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, niệm từ kính cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính nên lên đảnh lễ ngài Trí Đức. Đường tòa Thanh Tâm cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ Kim Nhung, Hạnh Dung. Hạnh Dung có trả bài không? Dạ, mời vị nào có trả bài thì đưa bàn tay lên ạ. Nhật Quỳnh thấy sắp hết giờ rồi. Dạ, Nhật Quỳnh con xin phép được trả bài trước ạ. Nagarang Yatha Bạch
chan tăng gut tăng san taraba hi răng ê quang go bê ta át ta năng khana vô ma úp bát cha gà khana tì ta hi sợ chan tì ni ra dâm bi ni ra dâm hi sa mắp bi ta naga răng gia tha bạch chan tăng gut tăng san taraba hi răng ê quang go bê ta át ta năng khana vô khano vô ma upat cha ga khana tị ta hi sô chan tí ni ra dâm hi sa mắp bi ta như thành ở viên thì trong ngoài điều phòng hộ cũng vậy phòng hộ mình sát na chớ buông lung giây phút qua sau muộn khi rơi vào địa ngục. Nam mô Bích Tha giá dạ con đã trả bài xong, con có sai chỗ nào ngài chỉ dạy cho con, nhà con kính dâng bích đến ngài. Tại con nhìn thấy hết giờ rồi, con đọc hai lần nhưng mà thật sự là chưa có suông. Dạ, con một lần nữa con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, dạ, ngài có trước máy không mệt ngài. Ngài có trước máy, ngài cho con một tín hiệu, con kính dâng bích đến ngài. Hôm nay con đọc nữa ạ. Dạ, đọc hai lần chưa có suông gì hết. Rồi, vậy là ngày bận gì rồi, không có trước máy rồi. Dạ, con xin trả bài tiếp. Dạ, khi nào ngài xuất hiện thì con dâng mít đến ngài ạ. Naga răng gia tha bạch trần tăng vượt tăng san tát ra ba hì răng ê quăng gỡ bê thác áp ta năng khá nô vô ma u bát cha gà thành khá nà tì tà hi sợ chàn tí ni ra dâm hi sa mắp vi tà naga răng gia thà bạch chăng tăng ruột tăng san tá ra ba hi răng ê quăng gô bê thá áp tà năng khá nô vô ma u bát cha gà khá nà tì tà hi sợ chàn tí ni ra dâm hi sa mắp vi tà. Dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính nhân mít đến ngài, con có sai ngài chỉ dạy cho con để con sửa. Sa thú, kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm. Hôm nay Thượng Tọa Thanh Tâm đến với đạo tràng và không khí đạo tràng rất là linh động, sôi động, rất là hoan hỷ. Có nhiều vị nó vô không được, trở ngại thế này thế kia, nhưng mà với câu Phật ngôn này quý vị đã thể hiện rất tốt. Nhàn cư vi bất thiện, mà quý vị đã đến với cái room này và cảm thấy an lạc khi mà chúng ta đọc được, chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn. Rồi hôm nay nhờ có vấn đề mà coi như đường truyền nó không được ổn định, một số các vị không vô được, cho nên cái chương trình mà coi như kể thì chúng ta bỏ qua đi ha, bởi vì thời gian cũng sắp hết rồi. Và còn 4 phút nữa chúng tôi sẽ nói lên duyên sự. Đa ca rằng giáp thà bách chành đằng quốc tăng thành tá ra bà hí rằng ề hoàng vô bề thá át tà nàng khá nô vô màu bách chá gà khá nà tì tà hí sô chành tí ni ra dâm hí sắp móc đi tà. Như thành ở viên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sắc na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Ý nghĩa câu Phật ngôn này tức là hãy nên cẩn thận giữ mình giống như người canh ải trắng ở viên thùy, thận trọng bên trong và bên ngoài, không nên bỏ qua cơ hội, tức là lục căn và lục trần. Chúng ta có lục thức để nhận biết nó, đừng có để thời gian trôi qua rồi mình than van sầu khổ khi mà gặp cái điều ác nó đến, cái điều khổ nó đến với mình. Thì câu Phật ngôn này Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến những vị khách tăng
Có một nhóm tỳ khưu nhập hạ ở thành Bắc Chân Ta. Đầu tháng thì được an vui, nhưng mà vào giữa tháng á, thì bị bọn cướp tấn công vào thành phố, dân chúng bị trấn lột. Từ đó người dân luôn luôn canh phòng bọn cướp cấm mật, cho nên không có cơ hội để hộ độ chư tăng thường xuyên. Mà suốt cái thời gian mà an cư còn lại thì các vị đó không được an vui vì gặp nhiều trở ngại, nhất là vấn đề vật thực. Sau khi mãn mùa an cư, các vị đó về gặp Đức Phật đảnh lễ, ngồi xuống một bên, và Đức Phật hỏi: Này chư tỳ khưu, suốt 3 tháng hạ các ngươi có được an vui không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chỉ được an ổn trong tháng đầu, tháng giữa bị cướp bóc, dân cư phải lo rộn rịp canh phòng, cho nên cái vấn đề ủng hộ cho chúng con thường xuyên thì không có được đều đặn, và cái đời sống của chúng con rất là vất vả. Và Đức Phật nói rằng: Này các tỳ khưu, các ngươi đừng có nghĩ khó tìm được một cuộc sống an vui bền lâu. Các ngươi hãy canh chừng thân và tâm của mình như canh phòng một cái thành trì vậy. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 315: Naga rằng gia tha bát chân tăng út tăng sanh tất ra bà hi rằng e quang vô bề tha át tha a nằng ca nô vô mau bát chân gà ca nà tì tà hi sô chân tí ni rạc dầm ni út sâm mọc pi tà. Như một cái thành phố, như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình. Sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Ý nghĩa là phải cẩn mật, phải thận trọng, giữ lấy chính bản thân mình như là một người trấn hải biên thùy. Hãy thận trọng bên trong và bên ngoài, tức là lục tăng và lục trần. Đừng có bỏ qua những cơ hội mà phóng dật buông lung theo thời gian, và sẽ sầu muộn sau này. Tức là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và biết mình trong hiện cảnh, tức là đừng để cho nhàn cư vi bất thiện. Và chúng ta hãy biết chúng ta đang làm gì, chúng ta đang thấy cái gì, đang nghe cái gì. Vậy hãy nhận biết cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó. Và trong cái sự thức tỉnh như vậy thì chắc chắn rằng sự an vui sẽ đến với chúng ta. Còn chúng ta buông lung để thời gian trôi qua, nhàn cư vi bất thiện, thì chắc chắn sẽ đau khổ về sau này. Mà đau khổ đó tức là đi vào địa ngục sau khi chết. Với duyên sự của Phật ngôn này, chúng ta thấy tháng đầu thì còn ăn uống đầy đủ, tháng thứ hai bị cướp, bị giặc, rồi tháng thứ ba an cư có 3 tháng mà chỉ được cái tháng đầu ăn vui ha, rồi tháng thứ hai vật thực không được đầy đủ, rồi tháng thứ ba thì cũng thiếu thốn. Chính vì vậy mà các vị tỳ khưu này kiết hạ an cư tận ngoại biên, trách tăng vì giặc chống không yên, nhân dân mãi bận xây thành lũy, thiền tiến quên lo hưởng phước điền, ghi nhớ trong ngoài phòng lục tặc, biết mình sao trước đẹp chư duyên. Tỳ khưu cũng phải xây thành trí, mỗi sát na tâm chớ bận phiền. Như vậy thì duyên sự của Phật ngôn này cho chúng ta thấy mục đích của chúng ta là đừng để thời gian trôi qua, mà trong bất cứ giờ phút nào chúng ta hãy hiện tại lập trụ, tức là đích tha tham ma su ca vi ha ra năng. Khi mà chúng ta kiểm soát được bên trong, kiểm soát được bên ngoài, có sự ghi nhớ biết mình, thì chính những giây phút đó là những giây phút mà chúng ta cảm thấy an lạc, hướng được hiện tại lạc trú. Và hiện tại lạc trú này
là cái nhân để trong tương lai, là hành trang, là tư lương, và chúng ta an vui trong kiếp sau. Bởi vì sao? Punya niparalo kasmin patitha hon ti ba ni nang. Phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. À, thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Mặc dù đường truyền không được tốt, nhưng mà quý vị đã nhiệt tình đến với đạo tràng, và đó cũng là một phước duyên để chúng ta vượt qua những trở ngại. À, trong bốn cái khó thì quý vị thấy: khó sanh được làm người, khó được sống lâu, khó nghe giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Nhưng mà quý vị đã hưởng được ba cái khó rồi, đã vượt qua ba cái khó rồi. À, chỉ còn ba la mật của chúng ta chín mùi là chúng ta sẽ được gặp Đức Phật thôi. À, thôi cái này mỗi người có một cái phước riêng, cho nên không thể nghĩ bàn được. Và đến đây thì chúng ta xin được chấm dứt với câu Phật ngôn này: với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Cho lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni, nhất là thượng tọa Thanh Tâm, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin mời sư Không Nhật ạ. Thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cõi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phạm vân tử tôi thường ly phiền não, phần thân ca mâu ni chân pháp ấy trong thiền không gì.